Man City không phải là một câu lạc bộ phù hợp để một cái tôi, một sự nông nổi được bứt phá bởi mức độ kỷ luật thép của Pep Guardiola và đội ngũ. Bởi thế mà một cầu thủ lắm tài nhiều tật như là Jack Grealish ngay từ khi chuyển đến đã tạo nên những dư vị khác bất thường. Nhưng rồi Jack sau mùa đầu tiên thất thường, mùa thứ hai thì đã chứng minh giá trị của mình với cú ăn ba vô tiền khoáng hậu của City. Nhưng sang đến mùa giải gần nhất, người ta thấy Jack gặp vấn đề về xuất ra sân chính thức. Liên tục phải ngồi dự bị, thể trạng chưa sẵn sàng và chấn thương thì đôi lúc cũng phải hứng chịu. Cánh trái từng là địa phận an toàn của anh, nhưng cho đến nay thì Foden, Doku, Alvarez và cả Savinho mới chuyển đến hoàn toàn có thể được ra sân trong vai trò của một chân chạy cánh trái. Mà với phong độ hiện tại của Jack, có lý do khiến người ta ái ngại về khả năng anh chỉ là một sự lựa chọn thứ 5 mà thôi. Tính đến tháng 6 năm 2024, Jack đã đi từ việc hưởng thụ tấm huy chương vô địch Premier League thứ 3 liên tiếp của mình, đã chứng kiến việc mình bị loại trên tuyển rất nhanh chóng. Nhưng làm sao mà Jack có thể ý ới được với chỉ 10 lần ra sân từ đội hình xuất phát tại Premier League mùa trước, và trong những trận cầu quan trọng nhất thì anh không được trao cơ hội kia chứ? Sự sa sút của Jack Grealish khiến cho người hâm mộ xứ sở sương mù nhớ về huyền thoại Paul Gascoigne. Ở tuổi 29, ông là người được ca ngợi nhất tại Euro 96 với cú vô lê vào lưới Scotland, là một trong những cú vô lê vĩ đại nhất trong bộ sưu tập của đội tuyển Anh. Nhưng đến kỳ World Cup 98, ông nhanh chóng bị huấn luyện viên Glenn Hoddle loại khỏi đội hình. Lý do là gì? Do vị tiền bối này đã sống trong men say khi ở khu vực huấn luyện của đội tuyển Anh, lúc đó là ở La Manga. Sau khi treo giày, câu chuyện càng lúc càng tệ đi với Paul Gascoigne. Ở tuổi 57, ông vẫn là một người nghiện rượu đang cai và cố gắng hết sức để tránh tái nghiện thành một kẻ say xỉn buồn bã. Đồ uống có cồn và những vận động viên, đó thường là mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Có những cầu thủ hạn chế tối đa, còn như Ronaldo thì tuyệt đối nói không với những loại thức uống này. Jack Grealish trước thêm mùa giải 24-25 thì đã khẳng định là sẽ bù đắp cho những thiếu sót của mình ở mùa giải trước bằng cách nhanh chóng bắt đầu chiến dịch mới của Manchester City, và anh đã giữ đúng lời hứa vào ngày thi đấu gần nhất khi có màn trình diễn khá ấn tượng trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Barcelona. Trận giao hữu trước mùa giải đã bị trì hoãn rất nhiều vì sấm sét đánh trúng Orlando, nhưng sau đó chính Grealish là người đã tiếp thêm sức mạnh giúp City hai lần lội ngược dòng trước một Barca trẻ trung nhưng táo bạo, một đội đang chơi trận đầu tiên dưới thời Hansi Flick, một triết lý không lẫn vào đâu được của ông thầy người Đức. Huấn luyện viên người Đức đã không có trong tay hầu hết các cầu thủ thường xuyên của đội 1, nhưng đã chứng kiến Pau Victor đã mở tỷ số cho Barcelona ở phút thứ 24, nhận đường truyền nhanh của Marc Casado và tung cú sút chân phải từ cánh phải vào lưới. Nico O'Reilly tuổi 19 đã có bàn thắng cho Manchester City ở phút thứ 39 với cú sút chân trái từ phía cánh trái sau đường truyền của Josko Vardio, cầu thủ người Croatia lần đầu tiên ra sân trong chuyến du đấu tại Hoa Kỳ. Nhưng Barca đã ngay lập tức đáp trả đội bóng của Pep Guardiola với Pablo Torre một lần nữa ghi bàn trước giờ nghỉ. Bàn thắng của Pablo Torre ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 đã giúp Barcelona dẫn trước 2-1 trong hiệp 1. Tiền vệ 21 tuổi người Tây Ban Nha nhận đường truyền từ Gerard Martin ở cánh trái, đẩy bóng sang phải rồi tung cú sút bằng chân phải vượt qua thủ môn Ederson của Brazil và vào cột dọc bên trái. Tuy nhiên, Grealish đã tự mình giải quyết vấn đề để gỡ hòa trong hiệp 2, ghi bàn lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái. Mateo Kovacic đã nhận bóng từ ngoài vòng cấm của City, vượt qua hai hậu vệ và bứt phá lên phía trên với bóng trước khi truyền cho cầu thủ chạy cánh trái người Anh Jack Grealish, người đã vượt qua một hậu vệ và kết thúc bằng một cú sút chân trái xuất sắc từ góc cao vào lưới. Trận đấu phải được giải quyết bằng loạt luân lưu, nơi Barca thắng 4-1 sau khi Calvin Phillips và Jacob Wright đã hỏng quả phạt đền. Nghĩa là City vẫn chưa có chiến thắng nào sau 3 trận đấu trong chuyến du đấu vòng quanh nước Mỹ. Tuy nhiên, những chuyến du đấu này không hẳn là về kết quả, mà là về việc tạo đà tâm lý. Và nếu Grealish có thể tiếp tục tái hiện được sự bùng nổ mà anh ấy đã mang lại ở đây, thì đó sẽ là khoảng thời gian đáng giá. Jack Grealish bước vào trận đấu này với mục tiêu chứng minh sau màn trình diễn cá nhân nhạt nhòa trước Celtic và AC Milan. Cầu thủ trị giá 100 triệu bảng Anh đã có khởi đầu mạnh mẽ cho trận đấu với một động thái bùng nổ ngay từ đầu sau khi kết hợp với Phillips. Mặc dù anh đã bỏ lỡ bàn thắng, anh vẫn quyết tâm tạo ra tác động và rút thiết lập bàn gỡ hòa đầu tiên bằng cách kiên nhẫn giữ bóng và truyền nó cho Josko Vardio, người sau đó truyền bóng cho O'Reilly ghi bàn thắng quan trọng. Jack Grealish đã được trao tấm bằng đội trưởng trong hiệp 2, đã hoàn thành màn trình diễn bằng cách ghi bàn thắng thứ 2 cho City. Khi được thay ra, Jack đã nhận được cử chỉ vỗ về khá hài lòng từ Guardiola. Vốn trước đó, ông thầy Trọc đã cảnh báo anh rằng ông sẽ không chấp nhận tình trạng của mùa giải trước tái diễn thêm một lần nữa.
Jack trong 84 phút thi đấu có được 60 lần chạm bóng, qua người thành công 3 trên 7 lần và có số lần tranh chấp là 7 trên 13. Anh có một bàn thắng và một đường key pass dẫn đến pha mở tỷ số của City. Pep Guardiola cho biết ông rất ấn tượng với màn trình diễn của Jack Grealish trong trận gần nhất trước Barcelona tại Orlando. Trước sự chứng kiến của đám đông kín sân vận động Camping World, Jack liên tục là mối nguy hiểm trong suốt trận đấu và Guardiola cho biết mong muốn tạo ra tác động quyết định của Grealish là một trong những điểm tích cực thực sự của City đêm đó. Cậu ấy rất hung hăng, tôi biết cậu ấy kiểm soát bóng rất tốt, nhưng tối nay cậu ấy chỉ tung ra được 4 hoặc 5 cú sút. Đây chính là điều cậu ấy cần phải chứng minh bản thân, nhưng tôi thực sự hài lòng với trận đấu mà cậu ấy đã thể hiện. Đây là trận đấu giao hữu thứ 3 của City trong mùa hè trên đất Mỹ, và mặc dù phải chịu 3 thất bại, Guardiola cho biết là ông thấy đội bóng ngày càng tiến bộ hơn mỗi khi bước vào sân. Mỗi trận đấu chúng tôi đều chơi tốt hơn, tình hình của chúng tôi cũng tốt hơn. Rico Lewis một lần nữa, cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Oscar Bob, Nico O'Reilly, tất cả mọi người. Calvin Phillips đã có màn trình diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Josh Covadio, những phút đầu tiên. Kova, Mateo Kovacic, những phút đầu tiên. Vậy nên điều đó thực sự tốt. Jack Grealish đã cho thấy một màn trở lại đầy cảm hứng, sự quyết liệt và hung hăng như cách Pep đã đề cập là một tín hiệu tốt. Nhưng sự nghiệp của Jack sẽ khó mà tiến xa nếu anh vẫn tiếp tục những buổi thác loạn, chiều chuộng bản thân quá mức sau mỗi chiến thắng. Những cuộc vui của anh sau trận chung kết Champions League năm 2023 chỉ có thể xem như một sự loạn lạc. Anh sải bước qua khu tổ hợp Istanbul với một lon Heineken trong chiếc túi sách Louis Vuitton. Sau đó, anh bay đi để ăn chơi trác táng tại Ibiza, đến mức anh xuất hiện trong cuộc diễu hành xe buýt mui trần của City trong tình trạng không ngủ và không mặc áo. Jack Grealish là tâm điểm trong lễ ăn mừng của Man City. Đến năm 2024, khi Grealish được nhìn thấy loạng choạng bước ra khỏi bữa tiệc sau đó lúc 5 giờ sáng cùng với một số đồng đội trông díp hết cả mắt. Và cái kết là sau đó họ thua trước đối thủ cùng thành phố tại chung kết FA Cup, chắc cũng khiến bàn tiệc chẳng thể kéo dài như kỳ vọng. Tài năng là món quà, nhưng sử dụng đúng tài năng mới là thành công thật sự. Đó là lời của Paul Gascoigne, một cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Anh, nhưng cũng nhanh chóng thổi bay sự nghiệp của mình bằng những món đồ uống có cồn. Jack Grealish có tiềm năng để tỏa sáng rực rỡ. Khi Jack nhìn lại những khởi điểm khó khăn này, có lẽ anh sẽ nhận ra rằng đây chính là động lực để anh vươn lên đỉnh cao mới. Anh cần lấy cảm hứng từ những sai lầm của Gascoigne để tránh đi vào vết xe đổ. Sự trưởng thành và quyết tâm sẽ giúp anh chuyển hóa tài năng của mình thành thành công bền vững, cả trên sân cỏ và trong cuộc sống. Grealish có thể trở thành biểu tượng của sự hồi sinh, chứng minh rằng một ngôi sao không chỉ tỏa sáng một lần mà có thể bùng cháy cả một thế hệ. Có Jack thì những buổi tiệc tùng của City sẽ thêm nhiều sự nhộn nhịp, nhưng mà vui thôi, đừng vui quá.